Bốn sự thật ít người sẽ hé răng nửa lời, nếu không biết thì ắt chỉ có thiệt thân. Kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Ngẫm Plus, quý vị và các bạn thân mến. Nếu chưa từng có ai tiết lộ cho bạn bốn kiến thức xã hội này, thì bạn sẽ rất dễ bị chịu thiệt khi lăn lộn ở bên ngoài xã hội. Sau đây là bốn điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị như sau. Thứ nhất, thế giới của người lớn chơi với nhau chủ yếu là dựa trên lợi ích. Đừng để khung cảnh hài hòa trong những bữa tiệc tối đánh lừa bạn. Đó chỉ là một vở diễn mà thôi. Ở đằng sau nó là những trò chơi trí tuệ mà bạn sẽ không bao giờ biết đến đâu. Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng có những người bạn, người quen đã lâu không còn liên hệ, chỉ vì cả hai đã không còn sống chung ở một tầng lớp xã hội nữa, cũng như không còn có thể trao đổi lợi ích gì cho nhau. Cho nên, cuộc sống giống như một trò chơi đào thải. Một là bạn trở thành kẻ mạnh, hai là bạn sẽ bị đào thải khi không còn tác dụng. Đạo lý này cũng có thể áp dụng cho các trường hợp của các cặp vợ chồng. Vì vậy mà sự xa cách ở các mối quan hệ là điều không thể tránh khỏi. Trong vòng tròn xã giao của những người trưởng thành, việc kết bạn không còn đơn thuần là việc ngây thơ chỉ để vui chơi như thuở bé nữa. Đại đa số đều xây dựng dựa trên một mối quan hệ lợi ích nào đó. Khi chúng ta coi nhau như bạn bè thân thiết, nghĩ đến hai chữ lợi dụng theo hướng tiêu cực, đương nhiên sẽ cảm giác không có hài lòng. Nhưng đổi ở một góc độ khác để suy nghĩ, bị lợi dụng đồng nghĩa với minh chứng cho sự khẳng định về năng lực của chúng ta. Do đó, thay vì tức giận tổn thương, chúng ta phải nhìn nhận được giá trị của sự trao đổi đồng giá tồn tại trong một mối quan hệ của người trưởng thành. Đây chính là cơ sở để xây dựng mạng lưới xã giao, là giá trị để gắn kết những mối quan hệ lâu dài nhất. Nếu chúng ta chưa từng một lần lợi dụng bạn bè của mình, chứng tỏ chúng ta chưa hề có một người bạn thật sự. Nếu chúng ta chưa bao giờ bị bạn bè lợi dụng, chứng tỏ chúng ta luôn là một người cô đơn một mình. Câu nói này không phải luôn đúng trong mọi trường hợp, nhưng cũng có đạo lý riêng của nó. Nhiều người cảm thấy hai chữ lợi dụng mang tính tiêu cực và tàn nhẫn trong tình bạn. Nhưng về bản chất, chỉ riêng việc chúng ta kết giao về tính cách của đối phương đem lại cảm giác thoải mái cho bản thân khi nói chuyện. Đó cũng là một cách đem lại lợi ích cho chính mình. Chỉ có điều là lợi ích ở đây không phải là vật chất, mà dừng lại ở khía cạnh tinh thần. Thế nhưng trong bất cứ một mối quan hệ nào, nếu chúng ta chỉ đơn thuần tận dụng những ưu điểm sở trường của họ để đạt mục tiêu của bản thân từ một khía cạnh mà không có sự đánh đổi ngang bằng, mối quan hệ đó sẽ không bao giờ có thể tồn tại lâu dài được. Khi năng lực của hai bên đánh đổi ngang bằng, lợi ích nhận được tương đương, tình cảm mới có thể phát triển lâu dài. Bản chất khách quan của việc lợi dụng ở đây không mang nghĩa tiêu cực, mà dùng để chỉ việc dùng một vật để đạt tới mục đích của bản thân một cách đơn thuần nhất. Trời đã sinh ta ra, ắt có chỗ hữu dụng. Chúng ta phải có năng lực mới đồng nghĩa có giá trị với những người xung quanh. Thông qua bàn tay của người khác, chúng ta được tận dụng hết khả năng của mình để đạt được thành tựu nào đó. Người có được lợi ích từ thành tựu đó cũng không quên báo đáp và trả ơn cho chúng ta bằng những giá trị tương tự. Chúng ta chỉ không ngừng đề cao năng lực và giá trị bị lợi dụng của bản thân, không ngừng được nhờ cậy, xin giúp đỡ nhiều hơn. Đó cũng là một cách để thể hiện bản lĩnh của chính mình, thể hiện một vị thế mà không ai có thể thay thế được. Trong xã hội thực tế, nếu chúng ta không có giá trị lợi dụng, chúng ta sẽ có thể bị đào thải ngay lập tức trong các mối quan hệ, cũng như trong sự nghiệp và tương lai. Vì thế, nỗ lực gia tăng những giá trị có thể bị lợi dụng của bản thân cũng là cách để chúng ta thể hiện năng lực của chính mình, biến giá trị lợi dụng thành giá trị trao đổi, từ đó đổi lấy những tài nguyên khan hiếm, những tiền đề để thành công. Trong xã hội hiện đại, việc kết giao bạn bè đóng vai trò quan trọng, nhưng ở vào thời điểm mà năng lực của bạn chưa đủ ưu tú, thậm chí không lấy ra một giá trị tích cực nào để trao đổi công bằng,
thì rất khó để tìm được những người ưu tú thực lòng muốn kết giao với bạn. Vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Nếu cứ cố gắng gia nhập vào những hội nhóm không thật sự phù hợp với mình, bạn sẽ nhanh chóng bị đào thải. Lúc đó, quen biết nhiều đến mấy cũng trở thành vô giá trị. Sự quen biết của bạn chỉ dừng ở đôi ba lời xã giao ngoài miệng mà thôi, rất khó để biến thành hành động thực tế. Dù bạn có lãng phí bao nhiêu thời gian và sức lực để vun vén các mối quan hệ này thì cũng trở nên vô dụng mà thôi. Người ta có câu, mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó. Thực lực của bạn chính là sự hấp dẫn lớn nhất. Ngay cả khi bạn không dành sự ưu ái cho ai, mọi người vẫn sẽ vây quanh bạn. Mọi người sẽ luôn ngưỡng mộ và luôn muốn được kết giao với bạn. Những điều tuyệt vời sẽ dành cho những người xứng đáng. Trước hết, bạn phải biến bản thân trở thành một người xứng đáng trước đã. Thứ hai, người càng chịu đựng được sự cô đơn thì càng đạt được những điều vĩ đại. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì càng trưởng thành, bạn sẽ càng hiểu ra rằng mọi người trên thế giới này đều cô đơn. Bởi vì người bạn có thể dựa dẫm vào chỉ có một mình bạn. Nếu bạn không tự mình trở nên mạnh mẽ, thì dù có cho lấy lòng bao nhiêu người cũng trở nên vô ích. Khi một người quá nhiều tài năng, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Cách ăn nói lại nhẹ nhàng lịch sự, nhưng lại không có quá nhiều bạn bè, cũng không du nhập vào quá nhiều hội nhóm, thì không phải là do tính cách của họ có khiếm khuyết, mà là do họ đã vô cùng rõ ràng rằng mình muốn điều gì nhất. Đồng thời, tâm trí của họ cũng đã không còn cùng tần số với đa số những người xung quanh họ, nên thường họ sẽ không thể kết nối sâu được với số đông. Cô độc không có nghĩa là thù hằn với cả thế giới, mà là cô độc là độc lập, là trí tuệ và biết chọn lọc. Thứ ba, kiến thức và kinh nghiệm quan trọng hơn kiến thức và học lực. Nếu như con bạn đã quyết định bỏ học thì cũng đừng để nó ở nhà. Hãy cho con bạn một số tiền để nó có thể tự thân lao ra xã hội, trải nghiệm và vấp ngã. Vậy tại sao biết rõ con bạn sẽ vấp ngã cực khổ mà vẫn để chúng đi làm ư? Vì điều đáng sợ nhất không phải là không có học thức cao, mà là không hành động, chỉ ở nhà, không làm bất kỳ điều gì cả. Một chiếc máy tính, một cái điện thoại cũng để cha mẹ mua cho. Suốt ngày chỉ ở trong nhà, nửa năm cũng không ló đầu ra ngoài đường. Một đứa trẻ như vậy định sẵn là sẽ khó mà có thể thành công. Bạn biết không, một trong những lý do mà một người không đạt được thành công chính là do cha mẹ của họ đã bao bọc họ quá mức. Thứ tư, bạn chính là bạn, không liên quan đến người khác. Nhiều người mệt mỏi vì không dám là chính mình và giữ vững lập trường của mình trong xã hội. Với những người làm tổn thương bạn, hãy tránh xa. Những gì họ nói đều không liên quan đến bạn, tại sao bạn phải quan tâm cơ chứ? Nhiều người rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, từ lời nói, ánh mắt, hành động. Hãy nhớ rằng, trong tất cả mọi tầng lớp của xã hội, những người thuộc tầng lớp thượng lưu thật sự thường rất coi trọng người khác. Những người thuộc tầng lớp trung lưu thì thường khen ngợi người khác, còn những người thuộc tầng lớp thấp thì thường dẫm đạp lên nhau. Trong xã hội người ta tranh đoạt như hiện nay, cho dù có là phượng hoàng tái sinh thì ít nhiều gì cũng sẽ chịu vài ánh mắt và lời nói tiêu cực của người khác. Nhưng phượng hoàng thì vẫn cứ là phượng hoàng mà thôi. Đạo của vua là biết dùng người, đạo của thần là biết dùng việc. Thấu hiểu bản chất con người là thứ học vấn cao nhất, càng là môn học mà những người trí tuệ luôn trau dồi và chuẩn bị cho bản thân. Những người thật sự thông minh, họ đều âm thầm soi chiếu tâm tính của chính mình để hiểu rõ hơn về bản thân, từ đó nhận thức thế giới. Còn những kẻ tầm thường thì thiếu hiểu biết nên dễ dàng bị xã hội lợi dụng và khống chế. Người thông minh thì vây quanh mình bằng mùi hương của sách, xem công việc là niềm đam mê. Còn kẻ tầm thường thì vây quanh bản thân bằng nỗi lo cơm ngày ba bữa. Đó là bức chân dung chân thật nhất,
khắc họa sự khác biệt giữa một người đã hiểu rõ bản chất của con người, cách vận hành của xã hội và những người không hiểu biết gì. Chỉ bằng cách hiểu rõ bản chất của con người, chúng ta mới có thể nắm bắt tốt các quy luật hành vi và logic tư duy của người khác để hòa nhập một cách khôn ngoan hơn trong xã hội ngày nay. Bất luận là mối quan hệ với khách hàng, người yêu hay họ hàng, bạn đều có thể quản lý tốt. Phía trên là bốn bộ mặt chân thật của xã hội. Hy vọng tất cả những thông tin này đã giúp bạn thu thập được ít nhiều những kiến thức hữu ích, mở ra một góc nhìn mới về thế giới và chân trời rộng hơn để đạt được thành công cho riêng mình.